để mà chụp được một người biết diễn diễn xuất tốt, body đẹp, nhưng mà thực tế cuộc sống là không bao giờ được như vậy đâu. Hi, chào các bạn, mình lại quay trở lại đây. Đây là chỗ này, cái áo này. Rồi, ngày hôm nay mình quay hai clip. Ok, chào mừng các bạn đến với Samson Sakata. Đây là một kênh chuyên về nhiếp ảnh, phim ảnh, travel, dù là tất cả những thứ nghệ thuật mà mình thích mà mình sẽ làm. Tất nhiên nó sẽ chuyên về nhiếp ảnh và phim ảnh nhiều hơn và những thứ nghệ thuật mình đang theo đuổi. Và song song đó mình còn làm những cái clip về tâm lý, những kỹ năng về trong cái việc các bạn đang làm nghề này, chỉ trên những kinh nghiệm của mình thôi. Nó không phải là tuyệt đối nhưng mà nó là chỉ trên kinh nghiệm của mình. Ok, và bây giờ chủ đề ngày hôm nay mà mình muốn nói đó là nên hay không nên chơi mẫu. Thế này, vì bạn là nhiếp ảnh thì bạn làm photographer thì có rất là nhiều thể loại ảnh bạn có thể chụp đời thường, bạn có thể chụp phong cảnh landscape, bạn có thể chụp đồ ăn food photography, bạn có thể chụp cảnh vật still life và cưới wedding, và đặc biệt đó là portrait, đó là chụp người. Thì các thể loại như là cưới nè, mẫu nè, fashion nè, hay là bất cứ gì liên quan tới người thì chúng ta đều có cần một cái gọi là mẫu chụp ảnh sản phẩm. Thì mẫu đó là cảnh vật, những cái đồ bình thường, thì chúng ta liên quan tới người. Thì cái việc mà khi chúng ta giao tiếp với mẫu là model đó, chúng ta có nên hay không nên chơi mẫu hay không. Và trên cương vị của mình là một photographer, mình là designer, thì câu trả lời của mình là không. Thì thật ra thì thú thật thì khi thời gian đầu bắt đầu mà mình mới làm nghề này thì mình cũng có chơi mẫu, mình cũng sau khi mình chụp phim đó mình sẽ nói hơn này xấu quá, những khi xấu quá mình có nhé, không ai tránh khỏi cả. Nhưng mà sau khi một khoảng thời gian mình làm việc chuyên nghiệp và mình học hỏi, mình đi làm ở nước ngoài và mình sống ở nước ngoài, mình cảm thấy là cái việc mình body shaming mẫu thì là một điều bất tại, cho nên mình quyết định là không, thì từ đó mình thay đổi. Và mình sẽ đưa cho các bạn những lý do tại sao mà các bạn không nên body shaming mẫu nhé. Như thứ nhất đó là bạn đang là một người nghiệp vụ, bạn đang giúp cho mẫu, giúp cho khách, bạn khách gọi là mẫu. Nếu bạn body shaming mẫu thì chẳng tới một cái chuyện đó, lúc mà chụp bạn sẽ trời, cái mông gì to quá vậy, cái mông gì nứt nẻ, mông nổi mụn tùm lum. Lúc đó mẫu sẽ bạn what, cái gì vậy, mình đưa tiền cho nó chụp mà nó còn chửi mình, nó còn chê mình nữa hả? Rồi có khi các bạn nói trời ơi, đứng gì đâu mà như ngay đơ như cây cột, rồi đứng như là mẫu gì đơ vậy, trời ơi sao kỳ vậy. Mình biết là rất khó để mà chụp được một người biết diễn diễn xuất tốt, body đẹp, nhưng mà thực tế cuộc sống là không bao giờ được như vậy đâu. Cho nên là khi các bạn càng chơi mẫu, càng chơi khách hàng của mình, thì dẫn tới là khách hàng sẽ càng tự ti, mất tự tin. Và với những khách hàng mà có tự tin cao thì họ sẽ quay ra chửi bạn, hoặc là họ sẽ không hài lòng về cái cách phục vụ của bạn, những cái câu chuyện là bức ảnh và bộ chụp hình em đó thất bại, nó không tốt. Hoặc là nếu khách bạn quá hiền họ sẽ bị tự ti, và khi họ đã tự ti rồi thì họ không thể nào có một cái thần thái tốt để mà có thể trở ra những tấm hình tốt được. Khi mà một người khách bình thường, họ không phải là người mẫu chuyên nghiệp, không phải là diễn viên chuyên nghiệp, mà họ bị chơi nữa, họ không biết diễn, họ bị chơi đó, thì tại sao không có hình đẹp. Mình suy nghĩ đi, đúng không? Thì sau đó khi bạn chơi khách thì dẫn tới cái chuyện là bạn không có hình, và không có hình thì bạn không thể nào bạn khách nói chuyện được với khách được, thì bạn sẽ không có tiền. Ok, trừ trường hợp là bạn đang chụp hợp tác nhé, bạn sẽ nói với mình ok, mình phải mẫu đó đang hợp tác mà, thì có việc mình chơi là mình chơi. Bạn nghĩ bạn hợp tác bạn không tốn gì, bạn tốn thời gian, bạn tốn công sức để bạn nghĩ, bạn tốn máy, bạn chụp bạn không tốt tiền, nhưng bạn đi làm một cái chuyện mà không không để bạn đi chơi trách mẫu, mình thấy nó không make sense. Mình thấy nó không hề hợp lý tí nào á, vô lý luôn á. Và cái thứ hai nữa là bạn đặt trường hợp của bạn, cho nên là bạn làm dịch vụ, bạn không thể nào làm chơi khách. Photographer mặc dù là một nghề, một ngành, một liên quan tới nghệ thuật, nhưng đừng bao giờ chơi mẫu. Cái thứ hai đó là không ai hoàn hảo cả, ngay cả chính bản thân bạn tự đặt họ, bạn có trên cơ thể bạn từ đầu đến cuối, bạn có tự cảm thấy bạn là hoàn hảo không, không có gì để chơi không? Và chính bạn, nếu bạn có rồi thì thôi ok, mình không nói nữa. Còn nếu bạn không có thì bạn cũng đừng đặt chơi khác, thì chắc chắn mình không phải là người hoàn hảo. Cái thứ ba nữa là nghiệp, nghiệp quật.
một ngày nào đó thì bạn cũng sẽ phải đứng trước một người nào đó để cho người đó chụp, hay là bạn một ngày nào đó bạn sẽ cần một người nào đó làm cho bạn một cái gì đó trong cái nhóm, như là ví dụ như là bạn phải chụp cưới, bạn là photographer đó, ngày đó bạn qua chụp cưới và bạn gặp ngay đúng một thằng photographer y chang bạn luôn và cũng chê trách bạn y chang như vậy, nói ôi thằng này bụng mập như là cái hùng phi vậy, diễn không được. Như mình nói, một ngày nào đó bạn sẽ bị nghiệp vực lại những gì bạn đã làm, thì để không bị nghiệp vực thì đừng làm chuyện đó. Ok, và cái thứ tư của mình muốn nói đó là bạn có muốn làm chuyên nghiệp hay không. Bạn có suy nghĩ là một ngày nào đó bạn sẽ cầm cái máy của mình và được mời trong những dự án lớn như chụp cho Victoria's Secret hay là những cái campaign rất là lớn của Samsung, Apple hay là những cái những nhãn hàng như là Gucci, Dolce, Gabbana, mình nói nhãn hàng fashion có đúng không? Thì một ngày nào đó bạn sẽ phải làm những cái ekip lớn, những cái tổ chức rất là lớn. Thì mình nghĩ là họ cũng không muốn ai nghe ai chửi đâu. Họ làm việc rất chuyên nghiệp, vì là người chuyên nghiệp họ không bao giờ chửi mẫu, họ không bao giờ nói xấu mẫu, họ không bao giờ làm như vậy. Là người chuyên nghiệp đơn giản như vậy. Đó là cái mình học được khi mà ở nước ngoài mình làm việc những ekip chuyên nghiệp. Người chuyên nghiệp không bao giờ làm nói xấu người khác. Mà nói xấu một người sau đó một ngày nào đó bạn đi làm chung với người đó thì cực kỳ. Mà nói xấu mẫu rồi bạn đã chụp họ thì chắc chắn là không tốt. Ok, và điều cuối cùng mình muốn nói đó là tất cả những cái điều mình đã nói đó là quan điểm của mình. Mà thật sự là mình cũng biết cũng có những cái những người làm nghệ thuật họ tính họ rất là nóng và họ sẵn sàng chửi người kia rất là nhiều. Những đạo diễn mình quen, những người đạo diễn chửi rất là nhiều, họ chửi chính xác. Và có những photographer rất là mạnh, họ lớn và họ chửi sẵn sàng chửi mẫu luôn. Thì nha, yeah, mình không bạn, nhưng mình nghĩ là đến một ngày nào đó thì sẽ bạn chuyên nghiệp là một bạn, là một người cái tài năng bạn quá lớn đi thì ok mình có thể chấp nhận. Nhưng mà trên cơ bản quan điểm của mình là mình thích mọi thứ gì dĩ hòa vi quý hơn, mọi thứ hòa mình vui vẻ và mình không bao giờ chịu mẫu, không bao giờ thấy mẫu. Và mình thấy là chúng ta lại đang hợp tác với nhau, nhận cho bạn đường tiền cho mình thì chúng ta sẽ làm cho nhau có những sản phẩm tốt, đơn giản là như vậy. Và chúng ta rất là phức, rất là không hợp lý nếu một ngày nào đó bạn đi ra dùng một dịch vụ mà bạn không bị người ta chửi nữa, đúng không? Đơn giản là như vậy. Nhưng cái này là nghiệp của sao dạ, dạ. Bye bye. Các bạn thấy cái clip này chia sẻ rất là hay, các bạn hãy nhấn like và subscribe cho mình, cộng những cái chuông ở đây, cái chuông để mà cần có ra những clip tiếp theo thì các bạn sẽ thấy rất ok hơn nhé. Yeah. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. À, nếu các bạn có bất cứ một comment nào thì cứ comment ở dưới nha. Yes, yes, comment ở dưới cho mình để có thể bổ lại và làm chia sẻ những cái clip này cho bạn. Bye bye.